1946, trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, Hội Đông y Việt Nam đã có những bước phát triển và ngày càng có vị trí quan trọng trong nền y học cách mạng Việt Nam, góp phần làm nên những thắng lợi to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân ta trên con đường phát triển và hội nhập, đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn giống nòi dân tộc Việt Nam.